Sẽ giới thiệu cho mọi người một dự án ICO mới, đó dự án MyCryptoBank. Như thường lệ, video này chỉ mang tính chất tham khảo thông tin, không phải là lời khuyên đầu tư. Ok, dự án này đã bắt đầu trước ICO từ 16 tháng 7 này. Tổng cung cấp là 795 triệu 500 nghìn token này. Thời gian trước ICO là 4 tuần này. Short cap của nó là 3 triệu USD này, hard cap của nó là 100 triệu USD này. Dự án này được đánh giá khá cao trên chart đánh giá ICO Band, nó đạt điểm 4.8 trên ICO Band này, 5.0 check ICO này, đạt điểm 4 trên ICO Bazaar này, đạt điểm 7.9 trên ICO Mark này. Hiện tại nó đã có các giấy phép về crypto, thứ nhất là giấy phép về nhà cung cấp trao đổi tiền ảo với đơn vị tiền điện tử này. Truyền thống này. Thứ hai là giấy phép nhà cung cấp dịch vụ ví tiền ảo này. Lại dự án này đã có cả MV, các bạn thử xem. Nhất họ đưa các vấn đề này. Nhất là cộng đồng crypto không có quyền truy cập ổn định vào các dịch vụ ngân hàng thông thường. Nhiều người trong số đó này, những người xử lý mật mã đang bị ngân hàng và các tổ chức chặn lại. Đây các yếu tố chính, thứ nhất là lệ phí cao do trung gian quá mức này, các ngân hàng truyền thống áp đặt phí cao về chuyển khoản này, ngân hàng xuyên quốc tế và chuyển khoản ngân hàng này. Thứ hai là chuyển tiền chờ đợi từ lâu này, chuyển tiền ngân hàng dựa trên một số nút tập trung thông thường dẫn đến xử lý chậm. Thứ hai là giới hạn lãnh thổ, các ngân hàng truyền thống được rào chắn ranh giới quốc gia này. Tiếp theo đó là rào cản về tiền tệ này, các ngân hàng chỉ hoạt động với các tiền tệ cổ điển này, không cho phép lưu hành thanh toán bằng mật mã này. Đây là giải pháp của họ này, là tạo ra một crypto bank này trung thành với cộng đồng mật mã này và các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử và công nghệ blockchain này. Cách mà MyCryptoBank đối mặt với các vấn đề trong ngành, thứ nhất là họ sẽ đưa ra một mức phí thấp này, blockchain nền tảng cho phép thoát khỏi trung gian này, giảm thiểu phí chuyển nhượng này. Thứ hai là chuyển tức thì nền tảng phân cấp này, có thể xử lý hơn 100 triệu giao thức mỗi giây và thực hiện giao dịch ở tốc độ 0.01 giây này. Thứ hai là không giới hạn lãnh thổ, cryptocurrency không phụ thuộc vào ranh giới lãnh thổ, quận huyện. Thứ hai là không có giới hạn tiền tệ, MyCryptoBank là thân thiện với tất cả các tiền truyền thống và tiền điện tử, có thể lưu trữ thanh toán tiền điện tử, tiến hành chuyển tiền và cho vay tiền. Về hệ sinh thái MyCryptoBank, thứ nhất là cơ sở hạ tầng ATM, thứ hai là thẻ ảo, thẻ ghi nợ, vòng thanh toán này, thẻ đa kỹ thuật số này, thứ là các dịch vụ tư vấn này, kinh doanh ngoại hối này, các khách hàng này, dựa trên nền tảng iOS này. Đây là nền tảng blockchain này, để gửi ngân hàng. Để tham gia vào ICO, các bạn có thể click vào đây. Đây là giấy trắng của họ. Đây là mô tả sản phẩm và dịch vụ của hệ sinh thái. Thứ nhất là ngân hàng trực tuyến này. Thứ hai là chuyển tiền này. Thứ ba là trao đổi giao dịch này. Thứ tư là cho vay và các khoản cho vay P2P này. Tiếp theo là cơ sở hạ tầng ATM này. Tiếp theo đó là thẻ ảo và thẻ ghi nợ này. Thứ hai là kiếm tiền điện tử này. Tiếp theo là kinh doanh ngoại hối này, tiếp theo là tiền gửi, tiếp theo là các dịch vụ tư vấn này. Đây các sản phẩm nổi bật của họ, thứ nhất là nhận thanh toán này, vòng thanh toán tương thẻ như thẻ không tiếp xúc này, chúng được tích hợp vào hệ thống thanh toán ngân hàng và cho phép thanh toán tương tự như các thẻ ngân hàng này. Được thực hiện thanh toán này, nó đủ để mang một chi nhánh đến ga thanh toán này và số tiền sẽ được chiết khấu trừ này. Bạn có thể thanh toán suốt trực tuyến này. Mỗi thanh toán có một số này, thời hiệu riêng này và mã CVV chỉ định này. Những chiếc nhẫn có độ bền cao không thấm nước này. Tiếp theo nó là thẻ đa ngành kỹ thuật số này. Thẻ đa kỹ thuật số là một thẻ thay thế hoàn toàn loại thẻ nhựa thông thường này. Chúng cho phép bạn kết nối nhiều thẻ cùng một lúc này, ghi nợ tín dụng giảm giá, thẻ quà tặng này, và thậm chí là thẻ câu lạc bộ thể dục thể thao. Nói cách khác,
Họ có thể kết nối với bất cứ thẻ nào có mã vạch hoặc chip EMV này, tích hợp này, ví kỹ thuật số này, có cùng kích thước này, thẻ truyền thống này, nên có thể sử dụng để rút tiền mặt này. Thứ nhất là, tại sao bạn lại cần mã thông báo MCB? Thứ nhất là mã thông báo MCB là tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng này, cho phép thực hiện thanh toán này, chuyển tiền ngay lập tức trên toàn thế giới này. Thứ hai là mã thông báo MCP sẽ được liệt kê các trao đổi tiền điện tử chính này. Thứ ba là mã thông báo MCP cấp cho chủ quyền truy cập ngay tất cả vũ trụ ngân hàng này. Đây là tùy thuộc lượng mã thông báo trước này. Người dùng họ có thể nhận được các trạng thái sau. Thứ nhất là tiêu chuẩn này. Số lượng mã thông báo bắt buộc là phải có 300 MCB, bạc là 6.000 MCB, vàng là 90.000 MCB, bạch kim là 300.000 MCB. Thứ nhất là tiêu chuẩn được là các tính năng và dịch vụ tiêu chuẩn trừ các khoản vay. Thời gian đông lạnh là hơn 160 ngày. Và mức bạc thì được giảm giá 10% cho trao đổi, chuyển tiền, rút tiền, phí chuyển tiền liên ngân hàng này, 0,5% phí cashback này, 0,5% phí tiền gửi có hạn này. Các khoản vay cho vay và các khoản cho vay P2P thời gian đông lạnh là 160 ngày, vòng thanh toán quà tặng này. Mức vàng này được giảm giá 25% cho trao đổi tiền điện tử, rút tiền, phí chuyển tiền ngân hàng, 1% cho cashback này. Tiền gửi có kỳ hạn là 1,5% này. Các khoản cho vay và các khoản cho vay P2P này, thời gian đông lạnh là 160 ngày, được tặng thẻ kỹ thuật số này, đa kỹ thuật số và vòng thanh toán này. Thế cho ra bạch kim này, được giảm giá 50% cho trao đổi chuyển tiền này, phí rút tiền này, phí chuyển tiền ngân hàng, tiền mặt là 1,5% này, tiền gửi có kỳ hạn là 1,5% này. Các khoản cho vay và các khoản cho vay P2P thời gian đông lạnh 160 ngày, được tặng thẻ đa kỹ thuật số và vòng thanh toán này. Đây là roadmap lộ trình của dự án này. Bắt đầu từ 2006 là nền tảng công ty VPAT. Tiếp theo đó là mua nhà ga giao dịch ngoại hối 2014 này, 2015 này, 5.000 thiết bị đầu cuối thanh toán được cài đặt này, hợp đồng nhà cung cấp thanh toán liên kết này, tiếp tục trực tiếp này với thị trường liên ngân hàng. Tiếp theo đó 2016 này, vận hành hệ thống thanh toán riêng này, phát triển phần mềm này, thông tin phức tạp sẽ xử lý thanh toán này với công suất thanh toán là 20.000 phút. Tiếp đó 2017, tháng 7 2017 khái niệm dự án MCB phát triển này. Tiếp theo đó là tháng 11 là một công ty BitOU đã được đăng ký. Tiếp đó 2018 vào tháng 4 này, bắt đầu phát triển tài khoản cá nhân nhà giao dịch này, tiếp tài liệu cho người gửi, giấy phép cho doanh thu và lưu trữ crypto và các giá trị cyber, đó là có thể là giấy phép cho doanh thu lưu trữ tiền điện tử này, giá trị mạng được áp được cấp này, nhà cung cấp dịch vụ cho các giá trị ảo tài sản tiền tệ, tiếp theo nhà cung cấp dịch vụ cho ví ví giá trên mạng này. Hoàn thành và phát triển ra mắt này. Website một onebit.online trao đổi mật mã riêng này. Tiếp theo đó tháng 7 là bố trí mở bán này, pre-sale ICO này. Tiếp đó là 8 này là ví tiền điện tử CryptoBank MVB này. Đó thực hiện dịch vụ MyCryptoBank trao đổi mật mã này. Tháng 9 này ICO này. Tháng 11 là bắt đầu giao dịch MCB trên sàn giao dịch này. Tháng 12 nhận giấy phép kinh doanh này. Tiếp theo đó là giấy phép này. EMI này được thu, đã triển khai hệ thống thanh toán người bán này. Đây giai đoạn 2019 này, bạn có thể xem đây phân phối tiền của họ, đây các điều khoản crowd sale của họ, thời gian là bắt đầu đóng cửa trước khi bán cho các nhà đầu tư đối tác tư nhân bắt đầu từ 15 tháng 6 đến 15 tháng 7, tổng vốn huy động 3 triệu đô, giá cơ bản là cá nhân, số mã thông báo tối đa là 30 triệu MCV. Pre-ICO bắt đầu từ 16 tháng 7 đến 16 tháng 8 này. Tuần 1 giá là 0,2 USD, tuần 2 giá 0,22 USD,
tuần 3 giá 0,24, tuần 4 giá 0,26 này. ASIO từ 10 tháng 9 đến 14 tháng 10, tuần 1 giá 0,28, tuần 2 giá 0,33, tuần 3 giá 0,38, tuần 4 giá 0,43, tuần 5 giá 0,48 này. Đây là đội ngũ phát triển của dự án, đội ngũ team dự án này. Khá là ok, thông tin khá minh bạch, rõ rất rõ ràng, khá đông. Đây đội ngũ